thì kiểm tra. Anh đi nào nói để đó đi. Cho tao nghi đi, tao có quyền nghi. Vậy mà đi tình gì trời. Em không biết giao thông gì nữa, đi tình nói chuyện được phải không? Nè bà con ơi, mình đợi người ta đã đợi gần nửa tiếng đồng hồ. Coi đã hồi mới nghi ngờ người ta nói giấy tờ giả. Trời dạ, ơi, nghiệp vụ gì không biết nữa. Mình cả tiếng đồng hồ. Coi anh đàng hoàng, coi chừng anh có nồng độ cồn nữa nè. Mời, đúng rồi. Mời giao thông huyện đem máy lờ lờ, có nồng độ cồn. Đồng chí Mai Ngọc Hà. Đồng chí Mai Ngọc Hà trong lúc thi hành nhiệm vụ có uống rượu. Đồng chí Mai Ngọc Hà. Đồng chí này có nồng độ rượu luôn. Cho danh kiểm tra ăn tên nè. Trần Sa Mơn, đồng chí này có đồng bộ vũ luôn. Hai đồng chí này kiểm tra luôn. Hai đồng chí này đang làm nhiệm vụ. Đừng có động cho người ta, Đúng rồi, đừng động. Đúng rồi. Hai đồng chí này là thi hành nhiệm vụ là có đồng bộ vũ nè. Thạch Sa Mơn nè. Rồi, ok. Mày dám không? Anh móc súng ra làm gì? Đồng chí này móc súng ra bà con ơi, đồng chí này móc súng ra nè. Đồng chí này tên gì? Bạn tên đồng chí đâu? Đồng chí này là móc chụp hình đó, móc súng đây, súng với dân nè. Đồng chí này nãy là móc súng ra nè. Mày tên gì? Không có tên. Đồng chí, bản tên đồng chí đâu? Ok. Em đi số nhà báo, điện nhà báo xuống đi. Giữ xe lại luôn. Đang làm nhiệm vụ có đồng bộ, không có đi. Đồng chí này có đồng bộ vụ nè. Tất cả các đồng chí đều có đồng bộ. Không cho đi. Kêu công an huyện, trưởng công an huyện ra mới cho đi. Để từ tới chừng nào để tỉnh hả? Đồng chí này là có đồng bộ vụ nè. Ai công an huyện đâu? Người nào công an huyện? Anh công an huyện không? Đây nè, danh đang nói chuyện với anh nè. Đúng quá vậy, Mai Ngọc Hà. Quay nó cho tao. Đồng chí có đồng đội vụ. Đồng chí ở lại với tôi. Rồi biết rồi, đại quý Mai Ngọc Hà. Mày nói súng không? Anh nói chuyện vậy là không nghe anh phải chơi không? Đây nè,
4 đồng chí thi hành nhiệm vụ, 2 đồng chí có rượu, 1 đồng chí móc súng ra hù dọa coi. Đồng chí này nè, đồng chí này móc súng ra nè, còn đồng chí này có rượu nè. Quay nè, quay nó tao, mai vào phà. Đó là bộ luôn, yêu cầu lấy máy đó đồng hồ rượu, mới cho đi. Yêu cầu lấy máy đó, máy đó đồng hồ rượu. Nè, đồng chí này là đồng chí móc súng nè, đồng chí này là đồng chú có nồng độ rượu nè. Không có về huyện, anh có đồng đội không đủ tư cách làm việc, anh không đủ tư cách làm việc, anh không đủ tư cách làm việc, anh trả giấy tờ dân, trả giấy tờ xe cho dân nhanh lên, anh không đủ tư cách làm việc, người khác làm việc, tại vì anh say anh không được làm việc, anh không đủ tư cách làm việc, không, anh không có quyền mời. Anh không có quyền mời. Tôi nói anh nói lại có đồng đội vụ. Rồi em nói gì rồi anh nói gì nói đi. Mời anh về huyện. Anh không có quyền mời. Anh không có quyền mời. Anh say rượu ơi. Ở đây anh nói chuyện. Ở đây đang chuyện. Ở đây không có làm gì bậy á. Anh khỏi thấy ra. Anh cản tôi là cản sao? Anh nói tôi nghe ơi. Hãy nói xuống để bắn người ta nè. Kìa. Tôi không có say rượu nè. Không mà người đó là trực tiếp. Nhưng mà tôi là trực tiếp. Mọi người không? Bây giờ nếu có gì bây giờ lên huyện giải quyết. Không có yêu cầu là mấy cái đồng đội còn hỏi. Không có lên huyện. Lấy giấy tờ xe lại, trả giấy tờ xe lại cho dân. Không có đủ tư cách làm việc. Trả giấy tờ xe lại cho dân, không đủ tư cách làm việc. Trả giấy tờ xe lại cho dân nhanh lên. Không đủ tư cách làm việc. Đồng chí này có đồng đội còn nè. Đồng chí nào đang giữ giấy tờ xe đâu? Đây nè, đồng chí này đang giữ giấy tờ xe nè. Anh không đủ tư cách để làm việc với dân. Anh trả giấy tờ xe cho dân nhanh lên. Trốn hả? Bây giờ chạy trốn này hả? Biết thân rồi hả? Điện kêu giao thông huyện xuống đó nồng độ cồn. Dừng lại. Kêu huyện lại. Không, anh cho nó cán bộ nào hồi nãy mà đang chỉ hành nhiệm vụ mà có nồng độ cồn. Kêu cán bộ đó nồng độ cồn luôn. Chạy trốn hết rồi hả? Kéo nhau né hết rồi. Kéo nhau né hết rồi. Làm việc mà có nồng độ cồn, những đồng chí này là nè bà con ơi, những đồng chí này là không có tư cách bảo vệ lực pháp nhà nước. Trong lúc quá trình làm nhiệm vụ là say xỉn. Anh đi vô xe đi, đó. Bản thân say xỉn mà ra đường chặn xe. Những đồng chí này là không còn đủ tư cách để làm việc. Kêu bắt nó lại. Không cho nó chạy được. Không cho chạy được. Không cho đi. Con người giải quyết đó nồng độ rượu mới cho đi. Chưa đó nồng độ rượu không cho đi. Chưa đó nồng độ rượu không cho đi. Chưa đó nồng độ rượu. Chưa đó nồng độ rượu không cho đi. Chưa đó nồng độ rượu không cho đi. Chưa đó nồng độ rượu không cho đi. Chưa đó nồng độ rượu. Chưa đó nồng độ rượu không cho đi. Chưa đó nồng độ rượu không cho đi. Không cho đi. Chưa đó nồng độ rượu không cho đi. Nè, đồng chí này là đồng chí đang say rượu nè. Anh ra đây người ta đâu có bậy đâu. Anh cản cái điện thoại tôi cái gì? Tôi có quyền quay, anh không có quyền cản điện thoại tôi. Tôi quay luôn anh luôn nè, anh này anh cản tôi quay điện thoại nè, anh không cho phép tôi quay điện thoại nè. Cán bộ nào mà có đồng đội vụ đó. Đúng rồi á. Quay luôn. Ở đây ta cho biết lực không à, anh đâu có làm gì được. Chạy mẹ nó ngày mai 15 tháng 5 luôn. Trời ơi, nó có rượu. Ông đang chạy xe nó. Chạy xe nó đi luôn. Thằng này lại nó móc súng rồi ra. Chạy mấy người ta để chạy mấy anh là phải giải quyết làm lộn rượu cho người ta. Đây là Phan, tao nhắc với mày câu nào, phải mời có người đo nồng độ rượu mới cho đi nha. Lấy xe giao thông có đồ đo nồng độ cồn. Yêu cầu lấy xe đo nồng độ cồn nha. Bây giờ đang nói có nhiều bạn ra hơi rượu nè. Trong đồng quay hết trở lại.